Mùi thuốc bắc chấm đen. Các bác đi cùng chấm đen dạo này thường hay bị mớ phải không? Đây, đây chính là cái mùi thuốc bắc chấm đen của lão quỷ mà em vừa mới nhập về, rất là hiệu quả bên Trung Quốc. Loại này thì được công ty em phân phối lại để bán cho các bác. Giá của nó chỉ 100.000 một lọ, 40 gram, lọ này rất là to, to hơn so với những cái lọ ở Việt Nam đang bán. Tiếp theo về phần tỷ lệ pha màu thì có hướng dẫn sử dụng trên bao bì nha các bác này. Nó ghi là 3 cân ốc vặn loại nhỏ và mỏng, rửa sạch để ráo nước và để nước sấp mặt ốc. Cho một thìa cà phê mùi thuốc bắc vào chỗ ốc và đào đều. Thời gian ủ từ 4 năm đến 60 phút là có thể xả một câu được các bác ạ. Cái mùi này thì thương hiệu của lão quỷ các bác biết rồi đấy. Cái mùi này thì được em nhờ bên công ty của lão quỷ đã viết lại tiếng Việt để anh em có thể câu cá cho rất là thuận tiện hơn, việc sắt lại cho nó dễ dàng đi câu cá hơn. Thì tiếp theo em sẽ mở nắp hộp cho các bác xem hương vị của nó như thế nào. Và tiếp theo em sẽ mở cái nắp hộp của mùi thuốc bắc chấm đen lão quỷ. Cái mùi này rất là thơm các bác nhé. Nó có gồm 30 vị thuốc bắc như là tam thất này, đinh hương này, hồi hoặc quế, sâm hoặc những cái loại táo táo đỏ, táo tàu đấy, và các vị thảo dược bí quyền khác của bên công ty lão quỷ. Đấy, rất là thơm các bác nhé. Trọng lượng của cái mồi này có bốn là tầm 40 gram. Trên bao bì nó có in hình của những cái loại thuốc bắc luôn. Thì em đọc qua sơ lược nó tầm có tầm 5 6 vị, còn rồi còn tầm hơn 20 vị nữa của bên Trung Quốc nó giấu em, nó bí truyền của người ta sẽ không cho mình xem. Đó, các bác nào cần có nhu cầu mua cái loại mùi thuốc bắc chấm đen thì hãy liên hệ với em hoặc ấn vào giỏ hàng chỗ này để mua ngay sản phẩm. Giá 100.000 một lọ thôi, rất là rẻ và hiệu quả nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.